Chương 1.1 Tiết tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thông báo tháng 6 năm thứ 20, Tam Hoàng tử Huệ Diệu quốc Lưu Hoài Vĩ thừa dịp Thái tử Lưu Hoài Diệp dẫn binh về phía Nam tấn công chữ vị quốc, cùng ngũ Hoàng tử Lưu Hoài Đức ép Phụ Hoàng, Hoàng đế Đương Triều Lưu Tuyên phát động cung biến. May được chủ nhân vận phường trong kinh thành, Bạch Tan Vận, bạn thân của Thái tử Lưu Hoài Diệp, mạo hiểm phái người đưa tin tức, Lưu Hoài Diệp dẫn quân đúng lúc trở lại kinh thành bình ổn cung biến lúc này. Về sau Lưu Hoài Đức tự sát, Lưu Hoài Vĩ bị bắt, hoàng đế Lưu Tuyên vì cung biến này mất hết ý chí, thoái vị cho thái tử. Nhưng công thần lớn nhất Bạch Tan Vận lại chết dưới sự tàn ngược của Lưu Hoài Vĩ cùng Lưu Hoài Đức. Sau khi Bạch Tan Vận chết, Vận Phường được nghĩa để Lam Khuyết Dương tiếp nhận, tần đế Lưu Hoài Diệp cảm tạ công lao của Bạch Tan Vận, truy phong Bạch Tan Vận làm vệ quốc hầu. Hai năm sau, làm khuyết dương giao vận phường cho thuộc hạ, rời khỏi kinh thành không rõ tung tích. Nghe trọn bộ tại mê audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.